Sau khi các kháp đấu kết thúc, các ông trâu dù thắng hay thua cuộc đều sẽ bị xẻ thịt để làm lễ. Việc hiến sinh ông trâu được người Đồ Sơn quan niệm, đó là sự kết thúc một vòng sinh tử. Khi ông trâu được rước về là bắt đầu được sinh ra, rồi chăm sóc, nâng niu, cháy hết mình trong lễ hội là qua một kiếp, và việc hiến sinh là để luân hồi. Trời đất nhân sinh, con người mưu sống. Và vì sao? Có một cái sự sâu sắc trong nhân văn thế này. Vạn vật, âm dương giao thái thì vạn vật sinh sôi. Mà trong đó thì sinh tử là chuyện tuần hoàn, dĩ nhiên, lẽ sinh sống, lẽ sinh và lẽ trong lễ hội Chợi Châu được thể hiện như vậy. Cái mưu sinh cuộc sống của con người ở Đồ Sơn. Theo phong tục, chủ trâu vô địch dâng đầu trâu, đuôi và lông, sinh thành hoàng làng tại đình của phường có trâu vô địch. Đồng thời, mong mọi điều may mắn, tốt lành trong cả một năm để tiếp tục hành trình tìm trâu trọi, tham gia lễ hội năm sau. Một phần thịt trâu vô địch được chế biến món ăn mời quan khách, người dân địa phương và đông đảo du khách để lấy may mắn. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh lễ hiến sinh tại lễ hội Chợi Châu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia văn hóa, đó là một nét văn hóa, một tập tục hết sức bình thường. Nói chứ cái đó là rất bình thường. Chứ không có hiến tế muốn vật để cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa. Đó là hiến tế, cũng ta là hy sinh vì tổ quốc vậy. Chợi Châu thì nó không giống ai. Nó là một trò chơi. Đấy. Bởi vì thế này, khi nhỏ ấy, bọn tôi lên đồng thì những con trâu hay chọi, cho chọi cả ngày và cả làng ra chơi, một cái niềm hứng khởi thứ đấy. Nhưng cái đó nó nói không dẫn đến những khái quát to tát về nhân phẩm của một dân tộc. Ở lễ hội Chợi Châu Đồ Sơn trước kia, trâu được trở ra hòn đập để hiến tế cho thần linh. Sau đó, dân tám vạn trài khiêng đầu trâu vừa giành được vinh quang ném xuống biển làm vật tế thủy thần. Đến nay, nhiều nghi lệ đã được đơn giản hóa, nhưng ý nghĩa và sự thiêng liêng của lễ hội với cư dân ở đây thì vẫn còn nguyên vẹn. Sau lễ hiến sinh, vào ngày 16 tháng 8 âm lịch sẽ diễn ra lễ tống thần, chính thức kết thúc lễ hội Chợi Châu của năm.